Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hà Đông. Hôm nay em sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn một căn siêu phẩm nằm tại khu vực Hà Chỉ. Căn này thì đường trước nhà thì như anh chị và các bạn nhìn thấy này, đường trước nhà tương đối là rộng, chắc rơi vào khoảng tầm được hơn 5m. Ô tô qua nhà rất là thoải mái ạ. Đây, diện tích của căn nhà là 50m², được thiết kế là 5 tầng. Mặt tiền của căn nhà là 4m2 ạ. Hướng thì là hướng nam ạ. Bên cạnh nhà mình thì có một khoảng đất lưu không ạ. Đất này là mình được sử dụng ạ. Và có cửa sổ, cửa riêng, mình có thể là tận dụng làm khu vực để xe. Nhà thì được thiết kế bên ngoài là cửa sắt này, bên trong là cửa gỗ kính ạ. Em xin mời anh chị và các bạn theo em vào không gian phía tầng 1 của căn nhà để tham quan này. Căn nhà ưu điểm là lô góc cho nên là xung quanh có rất nhiều cửa sổ và thoáng. Đây là phía không gian tầng 1 của căn nhà. Đây ạ, phía cạnh đây là cửa. Cửa đấy là ra cửa ngách ở ngoài khe đấy ạ. Phía bên ngoài đấy là phòng khách, bên trong này sẽ thiết kế là phòng bếp, không gian phòng bếp. Đây, anh chị nhìn này, xung quanh là cửa sổ. Dọc cạnh nhà mình là có 3 chiếc cửa luôn ạ, vô cùng là thoáng. Phía đằng trước đây thì có giếng trời và có khu vực riêng đây ạ. Nếu nhà anh chị và các bạn có công việc gì thì mình có thể là rửa ở đằng sau này. Rất là sạch và rộng. Tầng trên thì sẽ đưa ra. Đây là không gian của phòng bếp này. Phòng bếp thì được thiết kế tủ bếp với tông màu trắng, trông rất là trẻ trung. Gần như là căn này xây thì gần như hoàn thiện, gần như cơ bản là gần xong rồi. Anh chị và các bạn mua về là mình có thể là dọn đồ về là ở được luôn. Từ phía tầng 2 thì sẽ được bố trí là chia tầng 2 phòng. Đây là nhà vệ sinh phía tầng 1. Em xin mời anh chị và các bạn theo em lên khu vực phía tầng 2 của căn nhà để tham quan ạ. Trụ và tay nắm cầu thang thì đều bằng gỗ lim của anh chị ạ. Bậc thì bằng đá granite cổ trắng. Đây, cái viền này cũng được mài khá là cẩn thận của anh chị. Sờ rất là mịn. Đây là vị trí phòng khách của căn nhà. Đây là phía tầng 2 của căn nhà. Nếu anh chị và các bạn để ô tô phía tầng 1 thì trên phía tầng 2 này sẽ được bố trí là phòng khách này. Đấy. Không gian của phòng khách thì cũng vô cùng là thoáng, cửa sổ rất là rộng. Gia chủ thì cũng đã hoàn thiện đầy đủ về cơ bản. Nhà thì vừa mới hoàn thiện xong, chưa vệ sinh cho nên là em quay thì nó cũng hơi bẩn. Anh chị và các bạn xem thì thông cảm. Em xin mời anh chị các bạn theo em vào phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Vị trí hành lang này được đua ra nên là nó cũng khá là rộng. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở phía trước của anh chị ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ thì có cửa sổ, ban công khá là rộng. Trong phòng ngủ thì gia chủ bố trí 2 cửa sổ luôn ạ. Toàn bộ phòng ngủ thì có thiết kế là giường tủ, về cơ bản là cũng đã đầy đủ ạ. Bên cạnh nhà mình thì rất là gần trường, gần chợ. Khu vực thì khá là trung tâm. Em xin mời anh chị và các bạn theo em lên các tầng tiếp theo để tham quan. Lên vị trí tầng 3 thì chúng ta sẽ được thiết kế là mỗi một tầng 2 phòng với chị ạ. Phòng nào cũng đầy đủ nội thất rồi. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 3 ấy. Phòng này cũng có 2 cái cửa sổ. Đây ạ. Rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên thì ngập tràn căn nhà. Đã đầy đủ nội thất rồi, quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi ạ. Cái khoảng hành lang này là do được đua ra này, thế nên là nhìn nó rất là rộng. Và đây là phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 3 của anh chị ạ. Cái ban công phía trước này cũng đua ra được khoảng tầm 50cm của anh chị nhé.
Và đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng đã đầy đủ thiết bị vệ sinh rồi ạ. Bệt lavabo, vòi sen. Đây là bồn rửa. Cái hành lang này rất là rộng vì nó có hai cửa sổ để quý anh chị nhìn thấy này. Hai cửa sổ ở hai đầu. Bình thường ban ngày chắc chắn là không phải cần phải bật điện với những căn nhà như thế này rồi. Tầng 4 thì cũng có thiết kế giống hệt tầng 3 nhé quý anh chị. Và đây là phòng ngủ của tầng 4, phòng phía trong đấy. Phòng này có sẵn ống chờ, dây chờ điều hòa rồi. Chưa có đồ nội thất gì quý anh chị ạ. Đây, trần thạch cao cũng được làm rất là tỉ mỉ. Đây là phòng ngủ phía trước mặt tiền. Cũng giống như các căn phòng khác thì cũng đã đầy đủ dây chờ, ống chờ rồi ạ. Ở một cái căn nhà mà nó có nhiều ánh sáng như thế này cũng rất là thích. Ban công mà chúng ta có thể trồng hoa, trồng tiểu cảnh được ạ. Và đây ạ. Đây là nhà vệ sinh này. Đây là phía tầng 5 của căn nhà. Phía tầng 5 của căn nhà thì được bố trí là sân phơi và khu vực trồng tiểu cảnh ạ. Đi lên phía tầng 5 đây là không gian để máy giặt ạ. Đều có ống chờ rồi ống thoát nước đầy đủ hết rồi ạ. Phía đằng trước đây thì được làm sân tiểu cảnh ạ. Phía sau thì sẽ làm sân phơi. Do nhu cầu của anh chị và các bạn để thế nào thì mình về sắp xếp sau. Phía bên trên thì có đổ mái và để tét nước ạ. Anh chị và các bạn đứng trên phía tầng 5 của căn nhà này, nhìn dân cư xung quanh thì khá là đông đúc. Gần trường học, vị trí thì khá là trung tâm. Phía sau nhà đây thì là sân phơi ạ. Đây là sân phơi phía sau ạ, tương đối là rộng. Diện tích của căn nhà là 50m², được thiết kế là 5 tầng với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Nằm ngay khu vực gần ngã năm Hà Chỉ, khu vực khá là trung tâm, tiện ích thì rất là nhiều. Gia chủ thì đang nhờ em chào bán là hơn 7 tỷ, có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng. Anh chị và các bạn có quan tâm đến nhà khu vực Hà Chỉ thì liên hệ cho em để đi xem trực tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.